Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Nguyễn Trúc của mình nha. Và xin giới thiệu đến các bạn, đây là kiểu tóc uốn gợn sóng Hàn Quốc 2021. Và đây là mái tóc trước khi uốn. Khách hàng có mái tóc rất là khỏe, sợi tóc rất là to và tóc có một màu đen tự nhiên. Thì trước tiên Phương sẽ tiến hành cắt chỉnh sửa khung của mái tóc. Phương sẽ chia mái tóc của khách hàng thành hình chữ V ngược, sau đó sẽ xác định độ dài của mái tóc và dùng kéo cắt một đường ngang. Về phần tóc phía sau gáy, Phương cũng chia ra làm nhiều lớp. Ở lớp tóc thứ nhất, Phương sẽ giữ nguyên độ dài mái tóc cho khách hàng, sau đó sẽ chia đôi tóc ra và kéo tóc tạt về hai hướng để cắt bỏ phần tóc thừa, định hình giúp cho mái tóc có một cái khung bầu tự nhiên. Khi mình uốn thì mái tóc nó có độ ôm cúp tự nhiên. Và đây là cái lớp tóc thứ hai nha các bạn. Phương cũng bắt lớp tóc dọc và nâng từng lớp tóc lên lệch góc độ 30. Sau đó thì Phương lấy lớp tóc thứ nhất làm điểm chuẩn. Phương cắt một đường xuyên hướng từ dưới lên trên hoặc là từ trên xuống dưới đều được để giúp cho mái tóc nó có độ xoay le nhẹ. Và đây là lớp tóc cuối cùng. Phương sẽ sử dụng lớp tóc thứ hai làm điểm chuẩn. Phương nâng góc độ lớp tóc lên 45 độ và bắt đầu cắt một đường xuyên từ trên hướng xuống hoặc là từ dưới hướng lên. Sau khi mà đã cắt xong các lớp tóc rồi đó các bạn, thì bây giờ Phương sẽ tiến hành kiểm tra độ dài của mái tóc và Phương bắt dọc từng lớp tóc một, kiểm tra xem tóc chỗ nào nó còn dài, nó chưa đều thì Phương sẽ cắt bỏ nó đi. Còn chỗ nào mà tóc nó đã đều rồi thì thôi. Các bạn phải kiểm tra kỹ cái độ xoay le của nó. Nếu mà mái tóc có độ xoay le đều nhau thì khi uốn lên mái tóc xoăn của mình nó có độ mềm mại và gợn sóng rất là đẹp luôn nha. Và bây giờ Phương sẽ bắt đầu pha cái chén thuốc uống số 1 này với lại một ít nước lọc. Tuy rằng cái mái tóc này là mái tóc khỏe nhưng mà Phương vẫn tiến hành cho thuốc uống vào tóc 2 lần. Bởi vì nếu mà Phương lần đầu tiên Phương cho trực tiếp cái thuốc uống đặc này vào trong mái tóc thì lập tức mái tóc nó sẽ bị sốc pH, nó chưa tiếp nhận được cái thuốc uống này, nó sẽ bị sốc cái pH. Thì mái tóc mình sau khi uống xong cái biểu bì của mái tóc nó dễ bị xù, nó không có khép kín, nó không có mướt. Nước suối nó không có làm hạ được cái nồng độ pH của thuốc uống xuống, nhưng mà nó sẽ làm cho thuốc uống mình loãng ra. Và cái tóc mình nó sẽ mềm hóa từ từ, nó không có mềm hóa nhanh, và mái tóc mình nó sẽ không có bị sốc pH. Chính vì vậy mà khi mà vào thuốc uống cho mái tóc Phương sẽ vào 2 lần, và mỗi lần vào thuốc Phương sẽ cho thuốc uống vào khoảng 2/3 chiều dài của mái tóc. Thì sau khi mà vào toàn bộ được thuốc uống vào trong toàn bộ các lớp tóc rồi đó các bạn, Phương sẽ đứng massage tóc khoảng 10 phút. Sau khoảng 10 phút đó, Phương sẽ dùng lược gạt sạch cái thuốc uống lớp lần thứ nhất đi. Lần thứ hai, Phương tiếp tục dùng thuốc uống đặc một nguyên chất 100%. Phương sẽ chải đều cái thuốc uống nó lên tới các lớp tóc một lần nữa. Thì sau khoảng tầm 10 đến 15 phút kiểm tra độ mềm hóa của mái tóc một lần. Khi mà tóc nó có độ kết dính mặn nhện như thế này nè các bạn, lúc này Phương cho khách ngồi khoảng 5 phút nữa, sau đó Phương sẽ gạt sạch cái thuốc uống đi, và tiếp tục Phương sẽ sử dụng chai pH, pH 5.5 cân bằng độ ẩm nha các bạn. Đó, Phương xịt pH cân bằng độ ẩm này nè vào trong cái từng lớp tóc một như thế này. Sau khi xịt xong là Phương sẽ massage. Xịt xong pH thì các bạn phải massage liên tục để cho cái nồng độ pH của thuốc uống nó hạ xuống từ từ. Chứ các bạn xịt xong các bạn không massage thì cái nồng độ pH nó khó hạ lắm. Đó. Thì sau khi mà đã massage toàn bộ lớp tóc rồi đó, tiếp lúc này các bạn sẽ cho khách hàng vào bồn gội đầu sử dụng nước ấm, collagen
các bạn sẽ chải hết cái toàn bộ mái tóc luôn. Và bây giờ Phương sẽ bắt đầu cuốn mái tóc vào trục. Thì trước khi mà cuốn tóc vào trục điện các bạn, Phương sẽ pha một ít collagen với lại nước cho nó loãng ra. Sau đó Phương sẽ bắt chia mái tóc ra làm nhiều lớp và chải một lớp mỏng collagen và nước lên từng lớp tóc đó. Thì sau khi mà đã chải xong collagen đó các bạn, Phương sẽ dùng giấy bọc từng lớp tóc, bọc từng cái ngọn tóc lại để giúp cho qua trong quá trình mà mình kích nhiệt á, thì cái ngọn tóc của mình nó đỡ bị khô, nó đỡ bị sốc nhiệt và nó bị khô ngọn. Thì bây giờ Phương sẽ bắt từng lớp tóc như thế này nè, đó, và Phương quấn trục điện lên. Thì đối với mái tóc này Phương sử dụng, các bạn có thể sử dụng trục điện 22, cũng có thể sử dụng trục điện 19. Nhưng Phương thì ở video clip này Phương chỉ sử dụng trục điện 19 thôi nha các bạn. Sau khi mà đã cuốn trục điện toàn bộ mái tóc rồi đó các bạn, thì lúc này Phương sẽ tiến hành kích nhiệt cho mái tóc. Phương sẽ kích nhiệt lần thứ nhất là 10 phút và mỗi lần như vậy Phương chạy nhiệt độ là 50. Và Phương kích nhiệt 2 lần, tổng cộng là 20 phút nha các bạn. Sau đó Phương tắt máy. Và bây giờ Phương sẽ dùng kẹp điện nè, kéo hết cái phần tóc mái cho cái độ xoăn nó nhả bớt ra. Nó chỉ có độ xoăn nhẹ thôi. Sau đó Phương sẽ dùng ống cuốn lớn nhất để cuốn lại, giúp cho mai phần tóc mái nó uốn xoăn nhẹ nhàng, nó xoăn gợn thôi nha các bạn. Cuối cùng thì Phương sẽ tra cái thuốc dập số 2, thuốc dập định hình dành cho tóc uốn vào từng cái ống cuốn như thế này nè. Nó sẽ giúp cho cái nếp xoăn của mái tóc nó được bền và nó được chắc sống hơn. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng ống dập lớn hay ống dập nhỏ tùy ở các bạn nha. Đối với mái tóc mà nó ngắn ngang vai như thế này nè, các bạn chỉ nên dập uốn gợn sóng thì chỉ nên dập những ống cỡ vừa như thế này thôi. Nếu mà ống lớn quá thì cái độ sóng của mình nó sẽ lơi ra, nó sẽ mất cái nếp đi, cái nếp xăng của mình đi, nó sẽ lơi ra, nó không có đẹp. Sau khi mà đã tra thuốc dập khoảng 10 phút rồi các bạn, Phương sẽ cho khách vào và xả sạch với nước đi. Sau đó Phương cho khách ra ghế ngồi và lau khô tóc cho khách hàng. Cuối cùng thì các bạn thấy không, mà khách hàng có một mái tóc xoăn gợn nhẹ nhàng tự nhiên không? Đó, thì sau đó Phương sẽ dùng máy sấy sấy khô tóc cho khách và tiến hành sấy tạo kiểu, giúp cho từng lọn tóc nó trở nên mềm mại và đẹp hơn. Đối với kiểu tóc uốn gợn sóng như thế này, các bạn cũng có thể sấy tóc xe ngược, bay ngược về phía trước, hoặc là cũng có thể sấy bay ngược về phía sau, tất cả đều được. Nếu mà các bạn sấy bay ngược về phía trước giống như Phương thì từng cái gợn sóng của mái tóc nó sẽ nảy sóng cao hơn. Còn nếu các bạn sấy bay ngược về phía sau thì từng cái gợn sóng nó sẽ nhẹ nhàng và nó mềm mại hơn. Thì sau khi mà sấy xong mái tóc á, các bạn nhìn cảm nhận được là Phương có một mái tóc uốn gợn sóng nhẹ nhàng đúng không? Đó, thì khách hàng rất là vừa ý luôn. Thì mái tóc này về nhà các bạn chỉ việc gội đầu, dùng khăn bóp khô lên thì mái tóc nó sẽ đã ra được cái gợn sóng rồi. Mà muốn đẹp nữa thì các bạn chỉ việc dùng tay xe từng lọn tóc lại thôi. Thì mái tóc nó sẽ ra được cái kiểu như thế này đây. Thì với cái kiểu tóc uốn gợn sóng như thế này nè các bạn, bạn nữ nào mái tóc càng dài thì cái độ gợn sóng của nó càng đẹp nha các bạn. Vậy là Phương vừa chia sẻ xong với các bạn cái kỹ thuật uốn tóc gợn sóng dành cho mái tóc ngang vai. Thì các bạn cũng có thể áp dụng dành cho những cái mái tóc dài nha các bạn. Mái tóc uốn gợn sóng này nè, nếu mà để nó đẹp hơn nữa thì các bạn có thể là nhuộm một cái màu nâu, hoặc là nâu lạnh, hoặc là nâu tây, thì sẽ giúp cho khách hàng có một mái tóc rất là đẹp, gợn sóng nhẹ nhàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Phương Nguyễn Trúc. Nếu video có hữu ích, các bạn nhớ đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như là subscribe ủng hộ kênh Phương nha.
Phương chúc các bạn thành công. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.